Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Thì đầu video mình xin cảm ơn tất cả các bạn, cô chú, anh chị đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì hiện tại là mình đang ráp và giao mẫu xe số của Yamaha nha các bạn. Mẫu này thì là Yamaha Sirius. Phiên bản này là phiên bản bánh căm thắng đĩa và xăng cơ nha. Xăng cơ tức là bình xăng con á. Mẫu này thì chưa có phun xăng điện tử nha các bạn. Và màu mình đang ráp là màu trắng xanh nha. Mẫu mới nhất hiện tại của năm 2024. Và màu này là màu mới nhất hiện tại của năm 2024 luôn ạ. Thì hiện tại là mẫu này thì cũng được nâng cấp khá là nhiều đời rồi, từ tem cho tới dàn áo. Thì hôm nay mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn một cái dàn áo mới nhất của dòng Yamaha Sirius. Và giá hiện tại bên mình đang để là 22 triệu đã bao gồm VT, và bên mình sẽ giao bộ sơ gốc để các bạn có thể đăng ký xe nha. Mẫu này thì là màu trắng các bạn, phối giữa màu trắng và màu xanh nha. Bên trong này là yếm màu xanh. Và màu này là màu nhám nha các bạn, màu xanh này là xanh nhám nha. Còn màu trắng là trắng sữa và màu bóng. Đây, một dải tem nè các bạn. Dải này dải tem ha, chứ không phải là sơn nha. Dải tem bắt đầu từ vị trí này nha, dài xuống đây. Sirius này là 110 nè các bạn, 4 số ha. Đấy, và mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này là 2,08 lít cho 100 km nha các bạn. Và khi các bạn mua xe Sirius thì bạn có để ý vào cái te chỗ này thì sẽ có năm sản xuất nha. Đây, đây các bạn thấy ông, năm sản xuất là 2024 đó, đó là mẫu mới nhất nè. Cái mẫu Sirius xăng cơ này thì hiện tại là bánh căm thắng đĩa, mình có 4 màu nha, đỏ đen nè, trắng xanh nè, rồi màu đen nè ha, rồi màu xám. Mình có 4 màu mới nhất hiện tại của Yamaha nha. 4 màu thì giá bằng nhau nha các bạn. Bạn nào có thể thích mẫu xe Sirius này có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở trong cái phần mô tả của xe. Ngoài ra thì mình có bánh căm thắng đùm nè, rồi có bánh mâm thắng đĩa bản RC vân vân. Thì hiện tại là khách hàng mình lựa chọn các bạn bánh căm thắng đĩa các bạn. Đây, thì giá hiện tại là 22 triệu nha bạn, đã bao gồm VAT, và mình sẽ giao bộ sơ gốc. Mình mở xe lên cho các bạn nghe. Mẫu này thì mình ráp xong rồi các bạn. Hiện tại là xe mình đã ráp xong rồi. Ở này là mình còn tắt mở đèn nha. Đây, mình đề lên các bạn ha. Đây, mình đề lên nè. Rồi mình mở đèn cho các bạn coi đây. Bóng bên trong này bóng halogen nha các bạn. Bóng bên trong này là bóng halogen nha. Còn bóng xi nhan là đèn màu vàng nè. Đấy, khi mình mở lên nữa các bạn, mở đèn lên thì cũng còn khá là tiện so với cái dòng của Honda hay là những cái dòng xe mà sau này các bạn, là nó không còn nút tắt mở đèn nha. Thì cái này nó vẫn còn nút tắt mở đèn bên này cho các bạn nè. Đấy, rồi xi nhan nè, đèn còi, pha xa, pha gần, vân vân ha. Đây là mặt đồng hồ nè các bạn. Đồng hồ bên này thì nó báo xăng nha, số nè, N1234 ha. Rồi bên này là pha xa, pha gần nè. Đấy, dòng tua km, đây là km bằng không các bạn. Xe này mới về cho nên chưa có lăn bánh các bạn. Mình mới rồi đáp bình đổ xăng. Này, cục máy 110 nữa bạn. Rất là êm nha các bạn, cực kỳ êm luôn. Khách hàng trẻ tuổi bên mình hầu như là lựa chọn cái mẫu Sirius xăng cơ này rất là nhiều luôn. Này, đèn phía sau. Đèn phía sau này thì vẫn là bóng halogen nha các bạn. Vẫn là bóng halogen, và xi nhan là màu vàng nha. Bên trong này là bóng có cái chóa đỏ nha các bạn. Đây, mẫu tem. Thì tất cả các bạn nào mà thích cái mẫu xe mà cái tem này á, thì mình đi cái đời trước đó bạn, từ năm 20, 21, 22 á, thì các bạn cũng có thể liên hệ ha, để mình đặt cái bộ tem này vẫn được nha các bạn. Trước đây thì nó vẫn có màu trắng các bạn, nhưng mà mình thích cái mẫu bộ tem này thì mình vẫn có thể đặt ra các bạn. Hãng Yamaha vẫn đặt được bình thường nha, nên các bạn nào thích mẫu tem này thì vẫn đặt được nha các bạn. Thì hiện tại là bên mình á, cửa hàng hiện tại mình đang quay là ở ngay thành phố Cà Mau luôn các bạn, số 144 Nguyễn Tất Thành, thành phố Cà Mau á. Bạn nào thích mẫu xe này có thể liên hệ với mình, hoặc là có thể đến trực tiếp cửa hàng Yamaha Ngọc Anh ở chỗ phường 8 các bạn, thì cũng có thể coi xe nha, và mình tham khảo nhiều dòng xe khác nữa. Nhìn dàn chân rất là đẹp nha các bạn, nhìn dàn chân phối bạc nè, chân cặt te bạc nè bạn, lốc bạc nè, cuộc bạc nè. Mẫu xe này được các bạn trẻ rất là thích luôn đó các bạn. Thì đối với cái dòng Sirius này á, khi mà các bạn mua xe phiên bản bánh căm thắng đĩa này, nó không có chương trình quay số trúng thưởng các bạn. Tuy nhiên các bạn mua bánh căm thắng đùm á, hoặc là bánh mâm thắng đĩa á, thì sẽ được chương trình quay số trúng xe Genesis nha, xe Taiga Yamaha Genesis đó các bạn. Còn nếu mà các bạn quay không trúng á, thì mình được tặng lại một cái thẻ điện thoại là 200.000 nha. Thì bạn nào thích mẫu Yamaha Sirius này có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở trong cái phần mô tả xe nha. Ngoài ra thì mình cũng có tất cả các dòng xe khác, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe chính hãng. Các bạn có thể liên hệ với mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip mà mình quay chia sẻ, là cũng như là ráp xe tiếp theo ạ.